Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Góc nhìn Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, hãng tín dụng Moody's cho rằng Israel đang phải trả chi phí mỗi ngày khủng lên tới 269 triệu đô la Mỹ trong cuộc xung đột với Hamas. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo Argentina sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu chọn cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh. Chuyển sang thông tin trong nước, mới đây, Hiệp hội Thương mại Canada Việt Nam cho biết Canada sẽ là cầu nối cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận với thị trường Bắc Mỹ. Trước vụ việc tham mô tài sản hối lộ của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa bị truy tố, Thủ tướng Chính phủ đã quy định mức giao dịch bất động sản đổi tiền có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1 tháng 12. Tiêu điểm ngày, vì sao người Mỹ vẫn bi quan về nền kinh tế khi lạm phát giảm và tỷ lệ thất nghiệp thấp? Mở đầu là những sự kiện nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, theo báo cáo của tập đoàn xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới Moody's, cuộc chiến với Hamas đang khiến cho Israel thiệt hại ít nhất 1 tỷ shekel, tương đương với 269 triệu đô la Mỹ mỗi ngày và sẽ đem lại thiệt hại kinh tế lớn hơn cho nước này so với bất kỳ cuộc xung đột nào trước đây. Theo báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia INSS, tổng chi phí của cuộc chiến Israel-Hamas được dự báo lên tới 150 đến 200 tỷ shekel, tương đương với khoảng từ 40 đến 53 tỷ đô la Mỹ, gần 10% GDP của Israel. Moody's đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Israel trong năm nay xuống 2,4% từ mức 3% trước đó. Trong khi đó, thì cơ quan dự đoán mức tăng trưởng khiêm tốn chỉ 1,5% cho năm 2024. Nền kinh tế của Israel vốn phụ thuộc vào các lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất đã bị gián đoạn khi khoảng 18% lực lượng lao động nhập ngũ. Trước đó, thì hơn 50% doanh nghiệp ở Israel báo cáo họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến. Chính phủ Israel cũng đã báo cáo thâm hụt ngân sách tăng lên 2,6% GDP trong tháng 10 từ mức 1,5% của tháng trước. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Argentina sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh sau khi Tổng thống đắc cử Javier Milei đã nói rằng ông không muốn thương lượng với Trung Quốc và Brazil. Ông Javier Milei, người mới đắc cử Tổng thống Argentina vào ngày 19 tháng 11, đã từng chỉ trích các quốc gia như Brazil và Trung Quốc và ông nói ông không muốn thương lượng với chính phủ Bắc Kinh. Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh lưu ý rằng quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt và việc cắt đứt quan hệ với Trung Quốc hay Brazil sẽ là sai lầm nghiêm trọng. Bà cũng nhấn mạnh rằng hai nước có sự bổ sung mạnh mẽ về kinh tế và tiềm năng hợp tác rất lớn. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Argentina để thúc đẩy sự ổn định và phát triển lâu dài trong quan hệ song phương. Theo Reuters, Argentina nằm trong số 6 quốc gia được mời trở thành thành viên mới của khối các nền kinh tế mới nổi BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tuy nhiên, bà Diana Mondino, cố vấn kinh tế cấp cao của tân Tổng thống Javier Milei, cho biết Argentina sẽ không tham gia vào nhóm BRICS vào tháng 1 năm sau. Khi được hỏi về hoạt động xuất nhập khẩu, bà Mondino nói rằng nước này sẽ ngừng tương tác với chính phủ Trung Quốc và Brazil. Theo báo cáo kinh tế hàng tháng của chính phủ Nhật Bản công bố vào ngày 22 tháng 11, thì kinh tế nước này đang phục hồi ở tốc độ vừa phải nhưng có sự đình trệ ở một số lĩnh vực. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản được điều chỉnh chậm lại. Theo báo cáo, thì nguyên nhân chính là chi phí sản xuất tăng cao trong khi nền kinh tế toàn cầu có triển vọng không rõ ràng. Đầu tư doanh nghiệp bị sụt giảm nhẹ trong các ngành đang có tốc độ tăng trưởng cao như chế tạo, robot công nghiệp và chất bán dẫn. Số liệu do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố trước đó cũng cho thấy đầu tư của các doanh nghiệp trong quý 3 năm nay giảm 0,6% so với quý 2. Bên cạnh đó, thì tiêu dùng cá nhân cũng bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Doanh số bán hàng sụt giảm, nhưng phao cứu sinh của nền kinh tế Nhật Bản có lẽ là các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và ăn uống vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định. Hiện tại, thì Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế. Thưa quý vị, hãng tin AP cho biết, ông Chang Peng-zhao còn được biết đến với cái tên là CJS, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Binance, đã nhận tội rửa tiền và sẽ rời vị trí lãnh đạo của sàn giao dịch tiền số lớn nhất của thế giới. Cuối tháng 3, thì Binance và CJS đã bị chính phủ Hoa Kỳ điều tra với cáo buộc vi phạm 8 điều khoản trong đạo luật trao đổi hàng hóa của Mỹ, bao gồm luật yêu cầu về biện pháp ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
ngày 22 tháng 11 trước Tòa án Liên bang ở Seattle, CEO Binance Chang Peng-zhao đã thừa nhận vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng. Được biết thì Binance sẽ đóng phạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, là một trong những án phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Còn riêng ông Zhao sẽ phải đóng phạt 50 triệu đô la Mỹ và sẽ phải từ chức CEO theo thỏa thuận. Ông Zhao viết trên mạng xã hội X rằng: "Hôm nay, ngày 22 tháng 11, tôi từ chức CEO Binance. Việc buông bỏ không hề dễ dàng, nhưng là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng, cho Binance và cho chính tôi." Hãng tin CNBC đánh giá điều này có thể làm đảo lộn hoạt động của Binance, nhưng mới chỉ là bước đầu trong chuỗi hoạt động nhằm kiểm soát sàn giao dịch tiền số lớn nhất của thế giới. Trước thông tin CS rời khỏi vị trí CEO của Binance, thị trường tiền số có dấu hiệu rơi vào hỗn loạn khi giá các đồng tiền nào như Bitcoin hay là Ethereum và BNB liên tục lên xuống. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Kinh tế trong nước. Thưa quý vị, mới đây thì hội thảo Canada cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Danon, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Canada Việt Nam cho biết, Canada luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như là mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là nông sản, thủy sản cũng như hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân. Theo Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada cho biết, đến nay thì Việt Nam xuất khẩu khá đa dạng các mặt hàng sang nước này như là điện thoại di động, máy tính, dệt may, giày dép, đồ nội thất, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa, cao su. Tuy vậy, doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhiều thông tin về thị trường, thị hiếu tiêu dùng cũng như là các chính sách ưu đãi xuất khẩu và các biện pháp phòng vệ thương mại của Canada. Vì vậy, so với tiềm năng và nhu cầu của thị trường, sự hiện diện của hàng Việt Nam còn khá khiêm tốn. Đặc biệt hiện nay, đối với Thành phố Hồ Chí Minh, thì Canada có 131 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là hơn 133 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, mặc dù đã có nhiều quy định về hạn chế giao dịch tiền mặt của các tổ chức kinh doanh, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng có rất nhiều quy định liên quan trong hoạt động cho vay, giải ngân. Thế nhưng, vẫn có những cá nhân tổ chức rút được hàng trăm tỷ đồng tiền mặt để giao dịch bên ngoài. Trong đó thì vụ bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh, đó là tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ là ví dụ điển hình. Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền, thì Thủ tướng Chính phủ đã quy định mức giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1 tháng 12. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh, ngành nghề phi tài chính có liên quan như là bất động sản, đổi tiền. Điều này được quy định tại khoản 1, 2, điều 4 luật phòng chống rửa tiền năm 2022. Theo Cục Thuế TP.HCM cho biết, thì trong 10 tháng đầu năm 2023 đã có 61.628 doanh nghiệp rời thị trường, 2.444 doanh nghiệp khác đang làm thủ tục giải thể. Thực tế này cũng khiến cho số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm đi 13,8% so với cùng kỳ của năm 2022, còn 275.703 doanh nghiệp. Đáng chú ý thì số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quá lớn nên số thu nhiều sắc thuế sụt giảm mạnh. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023, thuế giá trị gia tăng chỉ đạt 58,9% dự toán. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 64,1% dự toán là do chính sách gia hạn thuế cho ô tô sản xuất trong nước, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng bia, rượu và ô tô sụt giảm. Còn về thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 76,2% dự toán. Nguyên nhân giảm thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán giảm sâu. Trong khi đó thì tốc độ tăng trưởng của thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công và các khoản khác chưa đủ bù đắp được. Thưa quý vị, mới đây thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới World Bank tổ chức tọa đàm với chủ đề hướng đến hệ thống giao thông Hà Nội thông minh và bền vững. Tại đây, các chuyên gia cho rằng lộ trình phát triển giao thông thông minh ở Hà Nội nên chia thành 3 giai đoạn. Trong đó thì giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2026 sẽ xây dựng trạm quản lý và điều hành giao thông thành phố, đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị ngoại vi giao thông thông minh, kết nối nguồn dữ liệu, thẻ vé liên thông. Giai đoạn 2, từ năm 2027 đến năm 2030 sẽ triển khai thu phí nội đô giai đoạn 1. Bên cạnh đó thì xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp thành phố Hà Nội. Giai đoạn 3, đến năm 2045 sẽ triển khai thu phí nội đô giai đoạn 2, đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông thông minh và tăng cường các ứng dụng khai thác dữ liệu giao thông số.
Theo đó, thì người dân là đối tượng hưởng lợi chính của toàn bộ đề án. Đề án hứa hẹn góp phần nâng cao khả năng của người dân trong việc tham gia vào công việc quản trị thành phố, kết nối với chính quyền thành phố. Thưa quý vị, theo kết quả của một khảo sát của hãng tin AP cho biết là hầu hết người Mỹ đều có cái nhìn ảm đạm về nền kinh tế, dù tình trạng lạm phát đã giảm đáng kể và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp. Tại sao lại thế? Mời quý vị khán giả hãy theo dõi phần tiêu điểm ngay sau đây. Một báo cáo của chính phủ Mỹ được công bố mới đây chỉ ra rằng giá tiêu dùng đã không tăng trong suốt từ tháng 9 đến tháng 10, dấu hiệu cho thấy lạm phát đang dần ổn định sau khi chạm mốc cao kỷ lục hồi năm 2022. Dù vậy, theo một khảo sát do hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng NORC phối hợp thực hiện, có tới 3/4 người được hỏi đánh giá không cao về tình hình nền kinh tế của Mỹ. 2/3 nói chi phí sinh hoạt đã tăng lên, trong khi chỉ 1/4 cho biết họ được tăng thu nhập. Có vài nguyên nhân đằng sau sự ngán ngẩm của người Mỹ về tình hình kinh tế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế đã chỉ ra lý do nổi bật nhất là sự trượt dốc kéo dài của nền kinh tế và ảnh hưởng đối với tâm lý của người dân sau đợt lạm phát tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ qua. Trong năm qua, thì dù tình hình lạm phát đã phần nào được cải thiện và ổn định, chi phí nhiều loại hàng hóa và dịch vụ vẫn đắt hơn nhiều so với 3 năm trước. Lạm phát đang chậm lại, nhưng giá cả thì vẫn tăng cao. Bà Lisa Cook, thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, đã đề cập đến vấn đề này. Bà cho biết, phần lớn người Mỹ không chỉ mong đợi lạm phát chậm lại, họ mong muốn giảm phát. Họ muốn giá cả trở về mức như trước khi đại dịch COVID-19. Giảm phát, sự cắt giảm giá cả trên diện rộng thường không phải điều mà các nhà kinh tế mong đợi vì sẽ khiến cho các công ty và người tiêu dùng ngần ngại chi tiêu. Do đó, các nhà kinh tế cho rằng một giải pháp tối ưu có thể là tăng thu nhập cho người lao động. Theo tính toán của Wendy Edelbus, chuyên gia cao cấp tại Viện Brookings, thu nhập bình quân hàng tuần được điều chỉnh theo lạm phát của người lao động chỉ tăng với tỷ lệ là 0,2% trên một năm, tính từ 3 tháng cuối năm 2019 đến quý 1 của năm 2023. Mức tăng ít ỏi này khiến cho nhiều người Mỹ cảm thấy họ gần như không có sự cải thiện nào về mặt tài chính. Theo AP, thì vấn đề này có thể trở thành một thách thức đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử vào năm tới. Kết quả của các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ngày càng nhiều cử tri Mỹ không hài lòng với cách ông chủ Nhà Trắng xử lý các vấn đề liên quan tới nền kinh tế. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt tăng đã dẫn đến làn sóng đình công trong nhiều lĩnh vực lao động. Nhiều cuộc đình công này thường nhằm đòi hỏi tăng mức lương tối thiểu cũng như là điều kiện làm việc tốt hơn. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin góc nhìn kinh tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.